coi như là qua 2 ngày học á, thì là mình thấy là cái chân mình hôm nay là nó đỡ hết 90%. Ừ. Dạ, sáng ra ngủ dậy là đứng dậy là không còn phải bò một xíu hoặc là phải dịnh như vậy mình mới đứng dậy được. Có nhảy gót không? Dạ có, tối qua về cũng có dặn gót. Dạ. Từ sáng nay là đi bộ từ đầu hẻm tới cuối hẻm là xong đi về là thấy đi được. Chứ mọi lần không đi được có thốn cái gót lắm, dạ không có để gót xuống được đâu. Thì nhắc tay nhắc cái chân thôi. Dạ. Xong bà mẹ thì hôm nay cũng khỏe rồi đó. Dạ. Cho ôm đá suốt ngày luôn. Ừ. Dạ. Tim là nay thấy khỏe rồi, hết mệt rồi. Ừ. Dạ. Bị tim cấp cứu mới về xong. Ừ. Chị, cái gót của chị ấy mà cả nhắc là nó như thế nào chị? Bị bao lâu? Bị ra không biết bị gai hay sao mà bị cũng lâu lắm rồi cô. Ừ. Tức là lúc đầu thì nó bị thoái hóa cái khớp gối, xong cái gối cái chân mình từ nó cong nó đưa ra, rồi cái nó làm xuống tới cái gót nó thốn, không thể nào đứng mà chống cái chân xuống được, đứng là cứ bị nhón cái gót lên. Dạ, nó thốn cái gót dữ lắm luôn, mà không biết nguyên do tại sao mà nó nóng cái gót chân cô. Cái gót chân mình giống như lúc nào cũng có cái luồng điện nóng đâu ở trong đó. Bữa nay thì là hết nóng rồi. Mà nhé. Hôm nay á, sẽ học được cái kỹ thuật để làm cho nó hết hẳn luôn. Yeah. Hai hôm vừa rồi là mới sơ sơ thôi. Yeah. Tức là mình mới đang làm tổng quát thôi. Yeah. Chứ chưa hề động đến nó. Nhưng mà ngày hôm nay sẽ học cái kỹ thuật để giúp cho chị khỏi hẳn luôn cái thốn gót chân. Khỏi hẳn. Nói chung là không tốn tiền nhiều thì cái chân mình lắm luôn. Thế hả? Tốn tiền là những cái thuốc gì? Đi tê thì không có. Là biểu là mòn cái khớp của mình, hai cái khớp gối cả cho nó mòn thì không thể nào chịu được. Ừ. Nó chỉ có làm cho chậm lão hóa lại mà phải uống thuốc suốt đời, không bao giờ được bỏ thuốc. Trời. Ừ. Như vậy tốn rất là nhiều tiền rồi xong thời gian thấy không có kết quả, giờ bỏ thuốc không uống nữa. Mà cái hôm vừa rồi một lần tham gia cái chương trình khớp gối, cái buổi hướng dẫn với cộng đồng á. Dạ. Cái buổi đấy xong rồi bây giờ cái khớp gối sao? Cái thuốc hôm nay thì nó êm đi thì nó cũng còn thốn ít thôi, mà là thuốc ngay chỗ cái bên hông này thôi. Ừ. Chứ không phải nhiều cái chân của mình. Để thì mình đi có thể mình chịu được cái nó mà mình nương nhẹ nhẹ của mình không có bình thường cái chân kia. Yeah. Vậy thì cái kỹ thuật khớp gối chị vẫn cứ làm thường xuyên mỗi ngày nhé. Để đả thông bế tắc và kết hợp chườm gan. Và bây giờ sẽ chườm thêm cái gì, chườm nóng lạnh ở cái đầu gối ấy. Nóng lạnh xen kẽ, tức là một viên đá nóng rồi một viên đá lạnh. Thế mình đặt cái viên đá nóng lên, thế sau đó là mình bỏ ra, mình đặt viên đá lạnh cứ thay nhau như vậy. Nóng thì thời gian để nóng có thể lâu hơn, thời gian lạnh thì không cần lâu bằng. Tức là để làm cho nó co giãn mạch đó, để cho nó lưu thông máu huyết, thì để đả thông bế tắc sẽ đưa được máu vào cái chỗ tắc đó. Nó bị cái tắc hơi sâu ở phía trong, dễ gây cái đau khớp gối. Rồi, cảm ơn chị. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.